Trên thế giới, ông Biden đề xuất giới hạn nhiệm kỳ thẩm phán tối cao pháp viện. Tỷ phú Elon Musk nói Google hạn chế kết quả liên quan đến ông Trump. Biểu tình rầm rộ sau khi Tổng thống Venezuela tái đắc cử. Xe tải chặn đầu xe lửa ở Nga, 140 người bị thương. Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu toàn cầu. Tại Việt Nam, sập hầm lò, 5 công nhân tử vong trong đêm. Tổng thống Đông Timor sắp thăm Việt Nam 4 ngày. Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng, vượt 6% một năm. Hà Nội, nhiều người bất ngờ khi sông Tô Lịch chuyển màu xanh. Hải Âu xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 30 tháng 7 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là các sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin, ông Biden đề xuất giới hạn nhiệm kỳ thẩm phán tối cao pháp viện. Vào hôm ngày 29 tháng 7, Tòa Bạch Ốc đã công bố chi tiết đề xuất cải cách tối cao pháp viện Mỹ của Tổng thống Joe Biden. Theo đó, thì ông đề nghị mỗi thẩm phán sẽ chỉ có nhiệm kỳ là 18 năm thay vì trọn đời như là quy định trong Hiến pháp và Tổng thống đương nhiệm cứ 2 năm một lần sẽ bổ nhiệm một thẩm phán mới thay thế. Ông Biden cũng lập luận rằng việc giới hạn nhiệm kỳ sẽ giúp đảm bảo cơ quan này được thay đổi thành viên một cách thường xuyên hơn, quá trình đề cử thẩm phán mới cũng trở nên dễ dự đoán hơn. Tổng thống Biden cũng muốn thiết lập một bộ quy tắc đạo đức dành cho các thẩm phán và yêu cầu họ phải công bố các quà tặng bản thân nhận được, tránh tham gia hoạt động chính trị công khai và không tham gia xét xử các vụ án mà họ hoặc vợ chồng họ có xung đột lợi ích về tài chính hoặc các vấn đề khác. Ông chủ Tòa Bạch Ốc còn kêu gọi sửa đổi hiến pháp để đảo ngược phán quyết gần đây của tối cao pháp viện nghiêng về phía cựu Tổng thống Donald Trump về quyền miễn trừ Tổng thống. Đề xuất được đưa ra sau những phán quyết mạnh mẽ gần đây của tòa này như là bãi bỏ quyền phá thai trên toàn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự chia rẽ sâu sắc hiện nay trong Quốc hội đã khiến những cải cách này khó có thể đưa thành luật. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk nói rằng Google đang hạn chế kết quả liên quan đến ông Trump. Theo đài NDTV, vào ngày 29 tháng 7, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích công ty công nghệ Google trên mạng xã hội X. Bài đăng của ông Musk đã đính kèm hình ảnh chụp màn hình ông nhập dòng chữ President Donald, Tổng thống Donald vào ô tìm kiếm của Google. Thông thường, với sự nổi tiếng của ông Trump, chắc chắn là Google sẽ gợi ý rất nhiều kết quả liên quan đến nhân vật này. Tuy nhiên, lần này, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới chỉ gợi ý hai kết quả là President Ronald Reagan, Tổng thống Ronald Reagan, người đứng đầu Nhà Trắng giai đoạn 1981-1989 và President Donald Duck, Tổng thống Donald Việt. Vài giờ sau đó, ông Musk đã tiếp tục chia sẻ một loạt bài viết của một tài khoản X, trong đó cáo buộc Google đang loại bỏ các gợi ý tìm kiếm liên quan đến vụ ám sát bất thành ông Trump vào hôm ngày 13 tháng 7. Và khi người dân Mỹ nhập từ khóa Donald Trump, thì kết quả sẽ hiện ra các tin tức về bà Kamala Harris. Và hầu hết người dùng X đều ủng hộ bài viết của tỷ phú Musk, cho rằng công ty công nghệ này quá thân với Đảng Dân Chủ. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Biểu tình rầm rộ sau khi Tổng thống Venezuela tái đắc cử. Vào hôm ngày 29 tháng 7, người dân Venezuela đã xuống đường sau khi mà cơ quan bầu cử chính thức tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro là người chiến thắng. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp đất nước này. Người dân thậm chí là còn lật đổ bức tượng của người tiền nhiệm ông Maduro, cựu Tổng thống Hugo Chavez tại tiểu bang Falcon. Tại thủ đô Caracas, những người xuống đường đã hô vang các khẩu hiệu phản đối Tổng thống. Một số thanh niên đeo mặt nạ đã xé các áp phích vận động tranh cử của ông khỏi cột đèn. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cho biết, số liệu họ thu thập được cho thấy là ứng cử viên Tổng thống Edmundo González đã giành được 70% phiếu bầu và đang đánh bại ông Maduro, chứ không phải như những gì mà cơ quan bầu cử tuyên bố. Một người dân đã nói với phóng viên tờ El Jazeera rằng, tôi không tin vào kết quả ngày hôm qua và ngụ ý kết quả được công bố là không trung thực. Về phần mình, Tổng thống Maduro 61 tuổi tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng rằng một nỗ lực đảo chính đang được thực hiện ở Venezuela. Trong khi đó, chính quốc gia Mỹ Latin đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS do lo ngại về kết quả bầu cử. Xe tải chặn đầu xe lửa tại Nga, 140 người bị thương. Hãng tin Reuters dẫn lời công ty đường sắt Russian Railways Nga cho biết một đoàn tàu chở khách đã va chạm với xe tải ở đoạn đường giao khiến ít nhất là 140 người bị thương.
Nguyên nhân sự việc được xác định là do lỗi của tài xế xe tải khi mà đã cố vượt qua đoạn đường ray bất chấp đèn tín hiệu cảnh báo. Người lái tàu đã phanh gấp khi mà nhìn thấy chiếc xe tải nhưng không thể dừng tàu kịp thời. Hậu quả của cú tông trực diện này đã khiến 9 toa tàu bị trật bánh. Theo thông tin từ kênh Mass trên ứng dụng Telegram, cú va chạm đã khiến tài xế xe tải nguy kịch. Sự việc xảy ra cách thủ đô Moscow khoảng 1.200 km về phía nam, khi đó trên tàu đang có 800 hành khách. Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu toàn cầu. Hộ chiếu Nhật Bản đã đánh mất đi vị trí cuốn hộ chiếu quyền lực hàng đầu với tiêu chí miễn thị thực trong xếp hạng toàn cầu 2024 của Henley & Partner, công ty chuyên tư vấn về quyền công dân và cư trú có trụ sở tại London, Anh. Theo đó, vị trí số 1 đã thuộc về cuốn hộ chiếu Singapore. Điều này đồng nghĩa rằng cuốn hộ chiếu Nhật Bản cũng chấm dứt chuỗi 6 năm liên tiếp đứng đầu bảng. Do không còn được miễn thị thực vào hai nước là Togo và Gabon, hộ chiếu Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ 2 khi được ưu tiên về thủ tục nhập cảnh cùng thứ hạng với các hộ chiếu của Italy, Pháp, Đức hay là Tây Ban Nha. Hộ chiếu Singapore dù không còn được miễn thị thực vào Togo nhưng lại mới được miễn thị thực vào Gabon và Guyana, qua đó vượt Nhật Bản, giành vị trí số 1. Trong bảng xếp hạng này, xét về tiêu chí miễn thị thực, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 88 với 51 điểm đến được miễn thị thực. Vị trí cuối cùng là hộ chiếu của Afghanistan, thứ hạng là 103. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Sập hầm lò, 5 công nhân tử vong trong đêm. Vào khoảng 22 giờ 10 phút tối qua ngày 29 tháng 7, lò chợ thuộc dự án khai thác hầm lò mỏ Suối Lại, công ty Than Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố, khiến 5 công nhân đang làm việc trong hầm bị đất đá vùi lấp. Thời điểm đó, thì thành phố Hạ Long mưa lớn kéo dài, một số nơi bị ngập úng sạt lở. Và đến 5 giờ 28 phút sáng nay ngày 30 tháng 7, những công nhân này đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài nhưng đều tử vong. Trong 5 người thiệt mạng, người trẻ nhất là 23 tuổi và người lớn nhất là 47 tuổi. Nguyên nhân sự cố hiện đang được làm rõ. Từ đầu năm 2024 đến nay, thì Quảng Ninh đã liên tục xảy ra sự cố sập hầm lò, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng. Hồi tháng 5, lò của công ty Than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả bị sạt lở đất đá trong lúc công nhân đang khai thác, khiến cho 3 người thiệt mạng, một số người bị thương. Trước đó một tháng, gương lò khai thác than của công ty Than Thống Nhất đã xảy ra sự cố khiến 4 công nhân thiệt mạng. Tổng thống Đông Timor sắp thăm Việt Nam 4 ngày. Theo thông báo vào hôm ngày 29 tháng 7 của Bộ Ngoại giao, ông Joseph Ramos Horta, Tổng thống Đông Timor sẽ thăm cấp quốc gia Việt Nam trong 4 ngày, từ 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Đây là lần thứ hai ông Joseph Ramos Horta đến thăm Việt Nam trên cương vị một nguyên thủ quốc gia của Đông Timor. Trong thời gian sang Việt Nam, sau khi mà dự lễ đón, Tổng thống Joseph Ramos Horta sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm và tham dự một số hoạt động khác. Trong những năm qua, thì trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Đông Timor chỉ là một chiều, chủ yếu là Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này, trong đó gạo chiếm hơn 90%, còn lại là hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến. Đông Timor và Việt Nam đã ký bản ghi nhớ về thương mại gạo. Vào năm 2023, Việt Nam xuất hơn 15.300 tấn gạo sang Đông Timor, và trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất gần 3.900 tấn gạo sang nước này. Từ đầu năm 2024 đến nay, Việt Nam đã đón 4 đoàn nguyên thủ quốc gia thăm cấp quốc gia của các nước là Indonesia, Đức, Philippines và Nga. Ông Joseph Ramos Horta đã đảm nhiệm chức Tổng thống Đông Timor từ năm 2007 đến năm 2012. Vào năm 2022, sau 2 vòng bầu cử vào tháng 3 và tháng 4, ông đã tái đắc cử, bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 hồi tháng 5 năm 2022. Và một thông tin liên quan đến lãi suất ngân hàng. Thưa quý vị, trong 2 tuần trở lại đây, 14 ngân hàng đã tăng lãi suất từ 0,1 đến 1,3%, trong đó có MB, VIB, VPBank, Sacombank, APBank. Ngân hàng tăng mạnh nhất là AB Bank với mức tăng từ 0,6 đến 1,3% cho các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. Sau tăng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này đã lên tới 6,2%, cao nhất hệ thống. Tại các ngân hàng khác, mức lãi suất từ 6% trở lên chỉ xuất hiện với tiền gửi ở các kỳ hạn dài từ 15 đến 24 tháng như là CB Bank, Ocean Bank hay BB Bank. Xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm đã bắt đầu mạnh lên từ đầu tháng 4. Đến nay, sau gần 3 tháng, số ngân hàng trả lãi suất từ trên 5% đã tăng gấp đôi từ 12 lên 26 ngân hàng. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 24 tháng 6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng đã tăng 1,5% so với cuối năm 2023, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.
Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng lại giảm nhẹ sau khi tăng mạnh đạt 6% vào cuối tháng 6. Thưa quý vị, 3 ngày qua tại Hà Nội, nước sông Tô Lịch từ đen đặc bỗng đổi sang màu xanh và đặc biệt là không có mùi hôi nồng nặc. Không còn màu đen quánh, cũng bớt đi mùi hôi nồng, sông Tô Lịch đã trở nên xanh mát và thơ mộng. Đây là lần thứ hai mà nước sông Tô Lịch đổi màu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, nước sông cũng đổi sang màu xanh. Người dân cho rằng là do thời gian qua Hà Nội liên tục có mưa lớn khiến cho nước sông Tô Lịch đổi màu. Tuy nhiên, đại diện công ty thoát nước Hà Nội cho biết đây không phải hiện tượng bất thường, năm nào cũng xảy ra, đặc biệt là trong mùa mưa lũ của miền Bắc từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 10. Các đợt mưa lớn liên tiếp đổ xuống thành phố đã khiến nước sông được pha loãng, cải thiện độ trong và mùi hôi. Ngoài ra, sau thời gian mưa lớn và cơn bão số 2 thì nước Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch là nguyên nhân khiến cho dòng sông đổi màu. Một người dân ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cho rằng, dù không biết là do mưa lớn hay là kết quả của đợt nạo vét lòng sông và đường ống dẫn nước thải, nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng. Chỉ mong nước sông giữ được màu trong xanh, môi trường sống được cải thiện. Có tổng chiều dài là khoảng 14 km, chảy xuyên qua lòng thành phố, hệ thống sông Tô Lịch có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước và cảnh quan cho Hà Nội. Nhiều người hy vọng có thể làm hồi sinh dòng sông này. Và hiện tại, sông Tô Lịch đang nằm trong dự án thí điểm thực hiện hệ thống thu gom xử lý nước thải trên một đoạn nhỏ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!